sách biên khảo Truyền kỳ Mạn Lục, tác giả Nguyễn Dữ, người dịch Trúc Khê, người đọc Trần Châu. 12. Chuyện đối đáp của người tiều phu ở núi Na. Đất Thanh quá phần nhiều là núi, bạc ngát bao la đến mấy nghìn dặm, trong đó có một ngọn núi cao chót vót tên gọi là núi Na. Núi có cái động dài mà hẹp, hiểm trở mà quạnh hiu, bụi trần không bén tới, chân người không bước tới. Hằng ngày trong động có người tiều phu gánh củi đi ra, đem đổi lấy cá và rượu, cút được no sai chứ không lấy một đồng tiền nào. Hãy gặp ông già trẻ con dưới đồng bằng lại nói những chuyện trồng dâu trồng gai một cách vui vẻ. Ai hỏi họ tên nhà cửa, tiều phu chỉ cười không trả lời. Mặt trời ngẩm núi lại thủng thỉnh về động, đương thời cho là người thuộc hạng thần môn tiếp dư cho thái hòa trở xuống đều không đủ kể. Sau đến năm khai đại nhà Hồ, hắn thương đi săn, chợt gặp người ấy trên đường, vừa đi vừa hát rằng: trên Na Sơn đã mọc ngổ ngang, cây xanh xanh, khói mờ mịt, nước tuôn tràn. Sáng chừ ta ra đi, chiều chừ ta về ngàn. Áo ta mặc chừ sẵn đây cây lá, cổ ta đeo chừ nào chuỗi cỏ lan. Núi phơi xanh chừ bình phong sương sớm, ruộng trái biết chừ gối thác trong dân. Mặc ai xe ngựa, mặc ai phô phường, nước non si chiếm bụi đời không dương. Cung kiếm tống triều dùi cỏ rậm, mũ đai tấn đại lấp gò quan. Sự nghiệp triệu tàu phong lưu dương tả, gẫm lại cổ kim bao đời khanh tướng. Rêu phủ bia tàn sao bằng ta, mặt trời đã cao ba thước, giấc điệp hãy mơ màng. Hát xong rồi phất áo đi thẳng. Hang Thương đoán chắc là một vị ẩn sĩ, bèn sai quan hầu là Trương Công đi theo mời lại. Nhưng Trương theo gần đến nơi thì người ấy đã sảo bước vào động, vội gọi cũng không trả lời, chỉ thấy cưỡi mây lách khói đi trong khoảng cành tùng khóm trúc, biết đó không phải là người thường, bèn sóng bước theo sau, rẽ cỏ lấy đường đi ước chừng vài dặm. Xong đường núi gập ghềnh, càng vào sâu càng khó đi lắm, rồi trong thoát chốc đã chẳng thấy người đâu cả. Ngẩng lên trong bóng chiều gác đầu núi, cây cỏ đã bắt đầu lờ mờ, bàng hoàng muốn về nhưng không kịp. Bỗng nghe tiếng gà gáy trên một khóm trúc, Trương mừng rỡ nghĩ rằng từ đây đến chỗ có nhà người ở cũng không xa gì. Chống gậy trèo lên thì thấy một cái am cỏ, hai bên tả hữu trồng mấy cây kim tiền, chen lẫn những cây bích đào hồng hạnh, tất cả đều xanh tốt đáng yêu. Trong am đặt một chiếc giường mây, trên giường để đàn sáo và chiếc gối dựa. Hai bên vách trong tay đều trát keo trắng và đề hai bài ca. Một bài là Thích Ngủ, một bài là Thích Cờ. Thích gì ta thích ngủ thôi, dị chân ngủ được trong người sẵn sang. Nhân duyên xe chặt giường màng, trúc mai rừng suối muôn vàng cảnh thanh. Quanh mình bản đỏ hồng xanh, giấc ngon bừng tỉnh tâm linh nhẹ dèo. Bưng tay miệng thê eo xèo, khoanh tay ngất ngưỡng nằm khoèo bên mây. Lều tranh một túc sinh thai, nam dương nọ kẻ tháng ngày thảnh thơi. Quán dân quể quải nằm dài, non sông coi nhỏ kìa ai tông triều. Lầu tây sông bắc tiêu diêu, khi mai quán rượu lúc chiều hiên thơ. Sông tương người đẹp trong mơ, châu hoàng bóng hạt giật giờ cao bay. Có khi ngủ tích làng sai, đất giường có nệm hoa vây làm màn. Nguyên minh ngủ dư trăng tàn, liêm khê gối chợp tiếng rang quyên gào. Chê khen ai bảo thế nào, đồ lười biếng bậc thanh cao mặt lòng. Thích cờ, thích gì ta thích cờ thôi, gió mây biến quá than ôi lạ lùng. Cơn thua rồng rắn khi cùng, mà xem lúc thắng hô hùng dương oai. Ngựa xe rong ruổi đường dài, sang sông một tốt hãm ngoài trùng di. Bắc Nam hình thế riêng chia, tới lui động tỉnh tính suy đủ đường. Xuân êm khu tỉnh giấc vàng, con cờ đập mạnh hương đàn thoảng bay. Giường riêng sum họp bạn bày, châu hoàng lầu trúc rượu say nửa vời. Ngày dài lưu khách ngồi chơi, am cao điểm tiên quân rơi trước bàn. Tiểu đồng gấp ngó bên lan, cô hầu quanh diễn quét tàn lá rơi. Giang sang giật lộn tay đôi, cộng danh quên bẵng chuyện đời hơn thua. Ngày chui thời khắc êm đưa, trăng tà hương lạnh trúc ngơ ngẩn cành. Thần tiên nhàn nhã dường quỳnh, Trường An công tử tính tình vui sai. Trong khi vui nước cờ hay, thêm đàn thêm rượu thêm đầy dách thơ.
Bấy giờ người tiều phu đương ngồi ngoài hiên đá, dạy con chim yển học nói, bên cạnh có mấy đứa nhỏ ngồi đánh cờ. Thấy Trương đến, tiều phu kinh ngạc nói rằng, chỗ này quạnh vắng đất thẳm rừng sâu, chim nuôi kêu rang muôn rừng chải quẩn, sao ông lại lần mò tới đây như vậy? Chẳng cũng khó nhập lắm ư? Trương nói, tôi là chức quan cung phụng của đương triều, vì ngài là bậc cao sĩ, nên tôi được dân mệnh đến đây tuyên triệu. Hiện có lon giá ở ngoài kia, xin ngài ngoảnh lại một chút. Tiều phu cười mà rằng, ta là kẻ giật dân trong đời, ông lão già lánh bụi, gửi tính mệnh ở liều tranh quan cỏ, tìm sinh nhai trong búa gió rìu trăng. Ngài có lối vào làng sai, cửa vắng vết chân khách tục, bản cùng ta là hưu nai tôm cá, quấn bên ta là tuyết gió trăng hoa, chỉ biết đông kép mà hè đơn, nằm mây mà ngủ khói, múc khe mà uống, bới núi mà ăn, chứ có biết gì đâu ở ngoài là triều đại nào, vua quan nào. Bèn mời Trương ở lại làm tiệc thết, cơm thổi bằng hạt điêu hồ, canh nấu bằng rau cẩm đái, lại còn có mấy món rau suối khác nữa. Canh khuya chuyện trò đều là những nghĩa lý đáng nghe cả, nhưng không một lời nào đã động đến việc đương thời. Hôm sau Trương lại mời, những bậc quân tử thời xưa không phải là không muốn giúp đời hành đạo, khi ẩn kín ở một chỗ, chỉ là còn đợi giá mà thôi, cho nên tất có bước tiếu tưởng đi tìm, rồi sau đồng hương mới thấm nước. Tất có cổ hậu xa đi chở, rồi sau nổi một mới thành công. Nay phu tử lấy tấm thân vàng ngọc, ôm một bọc kinh luân, ngoài dòng dinh lợi, dùi lấp tiếng tâm trong đám người đánh cá hái củi, dỗ tài giúp vua cứu dân, náo mình chốn rừng suối, vàng tiên lên củ trùng, đốt nón lá xé áo tơi, nay chính là đến lúc rồi đó. Dám xin bỏ bờ đập phá nham, ném cần câu sông dị, đừng để uống bài khát giọng của bao kẻ thương sinh. Tiều phu nói, kẻ sĩ ai có chí nấy, hà tất phải vậy, cho nên Nghiêm Tử Lăng không đem chức gián nghị ở Đông Đô đánh đổi khói sống sông Đồng. Khương Bá Hoài không đem bức tranh vẽ của thiên tử làm nhơ non nước Bành Thành. Tài ta tuy kém so với người xưa chẳng bằng được, nhưng mai lại giàu hơn Kiềm Lâu, thọ hơn Vệ Giới, no hơn Viên Tinh, đạt hơn Phụng Thiến, kể thì cũng đã được trời đất ban cho khá nhiều. Nếu lại còn tham cầu những cái ở ngoài phận mình, len lỏi vào đường làm quan, chẳng những xấu hổ với các bậc tiên hiền, lại còn phụ bạc với dưỡng hạng ở trong núi. Vậy xin ông đi đi, đừng nói lôi thôi gì nữa. Trương nói, ngài cho là thời nay không đủ để ngài làm việc hay chăng? Nay có đấng thánh nhân trị vì, bốn bể đều ngóng trông, người chim dân đất mà xưng thần, quân minh nộp lễ để xin lui. Lão qua, đại lý các nước cũng tranh nhau quy phục, hiện chỉ còn thiếu các bậc ẩn vật ở rừng núi ra giúp rập, khiến cho quân đức của chúa thượng được sánh cùng các vương yêu thuấn ngày xưa. Ngài nếu định trọn đời ẩn lánh, bắt chước như vũ quan, quyên tử, thì cứ như vậy không sao. Nhưng nếu còn để ý chút nào đến đám dân chúng, mà bỏ lỡ dịp này không ra, thì tôi sợ rằng sẽ mục nát cùng cỏ cây, không bao giờ lại có dịp gặp gỡ hay này nữa. Tiều phu biến sắc nói, như lời ông nói, hay chẳng phải là khoe hoang quá, khiến cho người nghe phải thẹn thùng sao? Dạ dĩ vua ngự trị bây giờ có phải họ Hồ không? Chính phải. Có phải là đã bỏ khu Long Đổ về ở đất An Tôn không? Phải. Ta tuy chân không bước đến thị thành, mình không vào đến cung đình, nhưng vẫn thường được nghe tiếng ông vua bây giờ là người thế nào. Ông ấy thường dối trá, tính nhiều tham dục, đem hết sức dân để dựng cung Kim Âu, dốc cạn của kho để mở phố Hoa Nhai, hào phi gấm là dung giải châu ngọc, dùng vàng như cỏ rác, tiêu tiền như đất bùn, hình ngục có của đúc là xong, quan chức có tiền mua là được. Kẻ dân lời ngay thì giết, kẻ nói điều nịnh thì thưởng. Lòng dân động lai nên đã xảy ra diệt quân sông đái, bờ cõi chết mết nên đã bất giải đất cổ lâu. Vậy mà các kẻ đình thần trên dưới theo hùa, như trước sau nói vết. Duy công Nguyễn Bằng Cử có lượng nhưng chậm chạp, Hoàng Hối Khanh có học nhưng lờ mờ, Lê Cánh Kỳ giỏi mưu tính nhưng không biết đoán, Lưu Thúc Kiểm quân tử nhưng chưa được là bậc nhân. Còn ngoài ra, phi là đồ tham tiền thì là đồ rác rủ, phi là đồ chỉ lấy yên vui làm thích thì là tuồng, lấy thế dĩ mà khuynh lót nhau, thì chưa thấy ai biết những kế lạ mưu sâu nên lo tính cho dân chúng cả. Nay ta nương náo ở chốn núi rừng, lo lắng tranh đi chẳng được, ha lại còn sắn áo mà lội nữa ư? Xin ông vui lòng trở về, làm ơn từ chối hộ kẻ cư sĩ này. Ta không đem hòn ngọc Côn Sơn cho nó cùng cháy trong ngọn lửa Côn Sơn được. Trương nói, sự xuất xử của người bậc hiền lại cố chấp đến như thế ư?
Tiều phu nói, không phải là ta cố chấp, ta chỉ ghét những kẻ miệng lưỡi bẻo lẻo đã đắm mình vào trong triều đình, dẫn đục rối loạn lại còn toan kéo người khác đi cùng đắm với mình. Trương lặng im không trả lời, trở về đem hết những lời của tiều phu tâu lại với chúa. Hạng Thương không bằng lòng nhưng còn muốn đem cổ xe êm để cố đoán ra kỳ được. Sai Trương lại đi vào lần nữa, nhưng vào đến nơi thì rêu trùm cửa hang, gai góc đầy núi, dây leo cành rậm đã mất lấp cả lối đi rồi. Chỉ thấy ở trên vách đá có hai câu thơ đề bằng nhựa cây như sau: Kỳ la cửa bể hồn thơ dứt, cao giọng đầu non giá khách buồn. Ý như lời giọng trào phúng của họ Nguyên họ Bạch, thay chữ như lối truyện lệ của ông Lưu ông Tư, nhưng rút lại chẳng hiểu định nói gì. Hạng Thương cả giận sai đốt cháy núi, núi cháy hết vẫn không thấy gì, chỉ thấy con hạt tre lượn trên không bay múa. Sao cha con họ Hồ gặp phải tai họa đều đúng như lời thơ, người tiều phu ấy có phải là kẻ sĩ đắc đạo đó chăng? Lời bình: Than ôi, có cái thần để biết việc sao, có cái trí để giấu việc trước, đó là việc của thánh nhân. Tiều phu tuy là bậc hiền nhưng đâu là được giữ đến hạng ấy. Tuy nói việc tán bại của nhà Hồ đúng là như bới cỏ bới rùa, nhưng chẳng qua là nghiệm với lẽ trời, chứng với lòng người. Nói nhiều mai ra thì tin, đó là cái lẽ đời như vậy. Cái làm vua chúa nó lấy sự chính lòng mình để làm cái gốc chính triều đình, chính trăm quan, chính muôn dân, chứ để cho kẻ xử sĩ phải bàn ra nói vào thì là tốt hơn cả.